Wow, hai học sinh đã đi học về rồi hả? Hôm nay đi học vui không? Hả? Ôi trời ơi, vui lắm hả? Hôm nay chắc được thầy giáo khen à? Sao mà vui vậy hả? Không phải thầy khen đâu, mà ngược lại bị thầy giáo phê bình rồi. Hả? Hôm nay con bị thầy giáo phê bình hả? Tại sao? Hả? Nói cho mẹ nghe coi, làm sao mà con bị phê bình nhà con? Hả? Con ngồi yên nhá. Con ngồi yên không được cử động. Để mẹ lại mới kiểm tra cái ba lô của con xem trong ba lô có cái gì ha. Xem nào. Wow, xài. Trời ơi, con đi học mà con mang bao nhiêu đồ ăn này đi hả? Thế này thì thầy giáo không có bị làm sao được hả? Con đi học kiểu gì đấy? Đi học mà toàn trong ba lô toàn đồ ăn không hả? Hả?